Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Sơn Đình Audio. Trong clip buổi tối ngày 28 tháng 4 thì Sơn Đình lại tiếp tục phục vụ anh em những cái mẫu âm ly mới về tại cửa hàng của Sơn Đình. Và tất cả những dòng này là toàn những âm ly có giá từ 2 triệu đến 2 triệu rưỡi. Mình sẽ đi chi tiết cũng như báo giá cho anh em luôn từng con âm ly một, cũng như cách sử dụng và dòng điện. Và tất cả những dòng này thì đều là hàng nội địa của Nhật, sử dụng điện 100V. Mình sẽ đi từ trái sang phải để báo giá cho anh em từng con một. Riêng một chồng đen này gồm có 245 con âm ly. Mình bán đồng giá là 2 triệu rưỡi một con. Trên cùng là một con đẩy của Roland. Con này là hàng của Nhật xuất Anh. Model của nó là FPA120. Chạy 4 sò saken 2 vít. Công suất của nó là 130W. Điện 100V. Con này thì mình nói luôn là nghe nhạc và hát karaoke tuyệt vời nếu mà anh em chơi gia đình, và kéo tốt những dòng loa Boss 201, 301, tiếng rất là hay luôn. Công suất là 130W, điện 100V, giá 2 triệu rưỡi, hàng nội địa của Nhật. Con thứ hai là Technics Su V40. Dòng này chạy mạch Class AA thì cũng quá nổi tiếng với anh em rồi. Chơi càng nóng tiếng càng hay. Công suất con này cũng trên 100W và đánh tốt những tất cả những con âm ly này thì đều đánh tốt những dòng loa bass 20 25. Đặc biệt là những dòng loa Nhật thì đều đánh được ok. Ở những dòng loa cổ thì cũng không cần phải âm ly công suất lớn. Con Su V40 này công suất của nó là hơn 100W, mình không nhớ rõ lắm. Mình bán đồng giá là 2 triệu rưỡi một con. Có chỉnh bass check trực tiếp trên máy, ba lăng. Đánh hai cầu A cộng B. Trở kháng nó là từ 4 đến 16 ohm, chạy mạch Class A, có nào nốt và các cổng kết nối thiết bị bên ngoài đây, rất là nhiều cổng. Ở ngoài này là volume tổng. Máy rất là đẹp. Technics Su V40 giá 2 triệu rưỡi, khá là bình dân cho anh em. Ở dưới là âm ly Victor SX313, con này thì mình cũng bán khá là nhiều. Cũng có mạch Su PA này. Con này thì thiết kế nó cũng khá là đẹp mắt vì nó thiết kế 5 cái núm to, rất là cân đối. Công suất của nó cũng hơn 100W và đánh tốt những dòng loa bass 25 trở lại. Có chỉnh bass check trực tiếp trên máy, đánh hai cầu A cộng B, có nào nớt volume và ba lăng. Bên này là các cổng kết nối thiết bị bên ngoài đây. Cho anh em kết nối vào tivi, điện thoại, máy tính. Con này mình cũng bán đồng giá là 2 triệu rưỡi. Ở dưới là âm ly Mazang PM4001, mặt phay nhôm xước màu đen, giá cũng 2 triệu rưỡi. Còn điện 100V, công suất của nó là 100W, con này thì mình nhớ. Máy rất là đẹp. Phím bật tắt nguồn, input selection. Volume này là khi anh em di chuyển thì nó sẽ có các cái đèn, nó sẽ di chuyển đây trên các cái đèn này. Đấy. Có chỉnh bass check trực tiếp trên máy, ba lăng. Đánh hai cầu AB, có nào nốt và volume tổng này. Mặt mũi rất là đẹp, không có xước sát gì cả. Ma răng PM4001, công suất 100W, đánh tốt loa bass 25, giá 2 triệu rưỡi. Dưới cùng là âm ly Ma răng PM700AV. Con này công suất cũng trên 100W. Máy con này thì là khủng nhất và nặng nhất nên mình để phía dưới. Có Super bass này, volume, chỉnh bass check, ba lăng và các cổng kết nối thiết bị bên ngoài. Con này đánh loa bass 25 căng đét luôn. Đây là volume tổng. Âm ly Mazang PM700AV giá 2 triệu rưỡi. Và như vậy là tổng quan 5 con âm ly màu đen, gồm có một cục đẩy và 4 con âm ly, mình bán đồng giá là 2 triệu rưỡi một con. Giá rất là bình dân cho anh em. Nhưng ngược lại là anh em đừng để ý, vì cái tầm tiền 2 triệu rưỡi thì thực chất là nhiều bác hay đánh giá là tầm đấy thì nghe chẳng ra gì. Nhưng ngược lại là mình chỉ nhập rẻ thì mình bán hợp lý cho anh em. Cái tầm tiền 2 triệu rưỡi này thì cũng rất là hay so với những cái dòng âm ly Việt Nam hay âm ly doanh. Và tiếng của này thì khỏi phải bàn luôn nhé. Toàn là những dòng tên tuổi. Tiếp theo thì sang bên phải này gồm có mấy con âm ly màu trắng, cũng giá 2 triệu rưỡi và có con thì 2 triệu.
như con Concert là hàng của Mỹ, mô đen của nó là CA 4000. Con này thì chuyên dành cho anh em đánh loa toàn giải, vì dòng này thì nó chạy 4 con sò than nhí xanh đen 2 vít, cũng như xuất âm tụ, công suất của nó chỉ có mấy chục watt thôi, trở kháng nó từ 4 đến 16 ohm. Thiết kế thì khá là đơn giản. Con này thì có đèn vu, nhưng hiện tại đã test âm ly nhưng đèn vu nó không vẩy. Thì con này thì anh em nếu như, và đây là cái bẩn nhé, mình có thể cạo được nó biết nó sạch này. Đấy. Thì hàng vừa về mình cũng chưa kịp vệ sinh sạch sẽ cho anh em, nhưng cố gắng quay sớm để anh em có thời gian theo dõi. Còn con sớt này thì hàng khá là hiếm trên thị trường của Việt Nam, hình thức thì còn rất là đẹp, máy còn nguyên zin, vỏ trên nó là vỏ vỏ gỗ bọc da. Con này thì mình chỉ bán với giá là 2 triệu đồng thôi. Tiếng rất là hay, đánh loa cổ hoặc loa toàn giải thì cực kỳ là phê. Nhưng người bên cạnh đó thì mình cũng đã từng test với những dòng loa bass 20-25 của Nhật thì tiếng khá là tốt. Concert CA 4000 giá 2 triệu. Âm ly Sunsui 5001. Con này cũng có giá 2 triệu rưỡi. Anh em để ý phần hai đèn tia. Đấy. Khi tắt bật thì cái phần đèn này nó sẽ tắt này. Bật này. Đèn sáng rất là đẹp và có hai đèn tia hai bên khi có tín hiệu nhạc. Con này có chỉnh bass check trực tiếp trên máy. Nano nớt, pha năng, volume. Ở đây là các cổng kết nối thiết bị bên ngoài đây. Đấy, khi di chuyển nó đều có đèn luôn, rất là đẹp. Con này mình bán với giá là 2 triệu rưỡi, đánh tốt loa bass 2 năm trở lại. Mặt phay nhôm màu trắng, rất là đẹp. Dưới là âm ly Technic Su 8055. Con này thì máy cũng rất là dày. Và con này thì có một cái đường cắm mic cũng như hỗ trợ anh em mà nghêu ngao hát karaoke gia đình, gọi là thư giãn. Nhưng con này muốn hát tốt hơn thì anh em phải cần vang. Nhưng dòng này thì nó có tích hợp một cái lỗ cắm mic cũng như echo của mic đây. Có chỉnh bass check trực tiếp trên máy, ba lăng. Và dưới là các cổng kết nối thiết bị bên ngoài, có đường input connector, phono tuner AUX. Riêng phono là dành cho đĩa than, thì cái này mình lúc nào mình cũng có nói với anh em. Và cuối cùng ở bên góc dưới bên phải là volume tổng. Máy mặt phay nhôm màu trắng rất là đẹp và có hai đèn tia đây. Khi có tín hiệu nhạc và thì đèn tia này nó sẽ sáng. Và đây là cắt tần đèn tia cũng như độ sáng tối của phần đèn này. Con này mình cũng bán với giá là 2 triệu rưỡi. Và cuối cùng là một con âm ly Yamaha CAZ1. Con này thì mình cũng nói luôn đây là một âm ly cổ, chạy 4 sò than nhí xuất âm tụ, chơi loa cổ cũng như loa toàn giải rất là hay, cũng giống như con concert của Mỹ ở bên trên. Con này mình cũng bán với giá là 2 triệu đồng. Máy mặt phay nhôm, có chỉnh bass check trực tiếp trên máy. Thiết kế của nó mặt mũi khá là đơn giản, nhưng chất âm của nó thì cực kỳ là ngọt ngào và mềm mại. Yamaha CAZ1 giá 2 triệu. Sau đây thì mình sẽ đi chi tiết đằng sau để anh em biết thêm những cái công suất của những cái dòng này. Con sớt của Mỹ sản xuất tại Nhật đây, nhưng mà không có ghi công suất đâu. Nó ghi là 4 đến 16 ohm, toàn bộ vỏ gỗ rất là đẹp. Rất là cổ. Âm ly Sunsui 5001 95W điện 100V. Âm ly Technic Su 8055 100W 100V. Âm ly Yamaha CAZ1 là 80W. Trở kháng của nó cũng từ 4 đến 16 ohm. Toàn bộ là âm ly rất là đẹp. Xăm này cũng có âm ly ma răng PM700 công suất 160W. Âm ly ma răng 4001 công suất của nó 100W. Victor 120. Technic SUV40 là 125. Và trên là một cái cục đẩy Zorin điện 100V, công suất là 130W này. Nó khác luôn bằng cái tem đồng anh em để ý. Đấy. Đây là cầu ra loa này. Đánh hai kênh AB và A cộng B đấy. Con này tiếng cực kỳ là hay luôn, vì nó là chạy sò than 2 vít nên tiếng cực kỳ là ngọt ngào.
Và như vậy là tổng quan chi tiết cũng như giá của tất cả những cái sản phẩm mình đều báo rõ cho anh em nắm bắt được về những dòng này. Địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội, số điện thoại là 0395 727 582. Tất cả những mặt hàng này thì mình đều có ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn anh em theo dõi video của mình. Xin chào.